Đôi lúc mình cũng tự hỏi lại mình là liệu mình có thật sự phù hợp với cái công việc này hay không, hay là nó không dành cho mình. Nhiều lúc mình cũng nghĩ là mình muốn bỏ ấy. Mình thà khổ chứ mình nhất quyết là mình sẽ không bán đứng bản thân mình. Gần đây thì List bỗng dưng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn mời chào để đi làm những cái điều nó không được đứng đắn với những cái giá tiền rất là cao. Không có cảm xúc ấy thì đúng là có nhiều tiền cỡ nào cũng không thể nào mua chuộc được List đâu mọi người ạ. Đầu tiên thì Soundstar xin được chúc mừng Lý Kim Cương về một cái sản phẩm kết hợp với nhạc sĩ Đỗ Hiếu vừa mới ra mắt. Thì bạn có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà cho ra mắt một cái sản phẩm mà có lẽ là nó đến khá là bất ngờ không? Cái sản phẩm lần này thì đối với List là nó có rất nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Khó khăn cũng có này, bất ngờ này, và cũng có nhiều những cái điều mình chưa từng được làm ấy, thì lần này mình đã có cơ hội để mình làm thử thì nó cũng là những cái trải nghiệm mới nữa. Có rất là nhiều những bài học sau cái sản phẩm lần này, và cái sự kết hợp này cũng rất là tình cờ, cũng rất là bất ngờ và vội vàng nữa. Nhưng mà cái kết quả nó đem lại thì hiện tại Alice vẫn cảm thấy là nó khá là hài lòng. Đây là một cái sản phẩm không nằm trong cái kế hoạch năm nay của Lít đúng không? Thật ra là nó không phải là không nằm trong cái kế hoạch năm nay, mà là nó đáng lẽ ra là nó sẽ không ra mắt ngay trong cái thời điểm đấy, mà phải là sau đó. Nhưng mà bởi vì một vài những cái vấn đề khác thì Liz đã phải làm cái ca khúc đấy liền ngay lập tức để có thể cho ra mắt được đúng vào cái thời điểm này. Tại sao nó không phải là một cái thời điểm thích hợp hơn khi mà mọi thứ đã sẵn sàng? Bởi vì đáng lẽ ra thì sẽ là ra một cái sản phẩm song ca vào cái thời điểm này, chứ không phải là ca khúc solo. Nhưng mà vì một vài những cái vấn đề xoay quanh những cái chuyện lùm xùm của cái ca khúc song ca thì Liz không thể cho ra mắt ca khúc song ca vào cái thời điểm đó được. Nhưng mà mình cũng không muốn là thời điểm đấy mình lại không làm gì, bởi vì đây là một cái thời điểm mà như mọi người thấy là cũng rất là nhiều nghệ sĩ cũng đang ra sản phẩm, tức là nó là một cái mùa ra sản phẩm của nghệ sĩ vậy đó. Và Liz cũng không muốn bỏ lỡ mất cái thời điểm này, một cái thời điểm tốt để ra mắt sản phẩm, nên là Liz đã rất là nhanh nhanh tay để có thể thực hiện làm cái sản phẩm kia một cách nhanh nhất có thể, để mình không muốn là mình cho ra sản phẩm trễ hơn nữa. Bởi vì có thể trễ hơn nữa thì nó đã qua một cái thời điểm đẹp rồi, thì cơ hội thì không phải lúc nào cũng tới, nên là mình phải cố gắng nắm bắt cái thời điểm thôi. Không biết là cái kinh phí mình đầu tư á, một cái sản phẩm như thế này thì nó tốn của ít khoảng bao nhiêu? Chi phí thì có thể là đối với nhiều những cái sản phẩm khác thì nó không không phải là quá nhiều, nhưng mà đối với Liz ấy, mới bước ra để hoạt động một mình thì nó là một cái số tiền cũng khá là lớn. Tổng cộng chi phí cho sản phẩm lần này cũng lên tới khoảng gần 1 tỷ, nên là nó là tất cả những cái gì mình đã tích góp cũng như là mình đã đi mượn ở chỗ này chỗ nọ, mỗi chỗ một chút để có thể làm được cái sản phẩm lần này. Nói chung là sản phẩm lần này nó có quá nhiều những cái kỷ niệm đối với mình, quá nhiều những trải nghiệm mà mình chưa từng làm trước giờ. Ngoài những cái lời khen, những cái lời nhận xét tích cực của giới chuyên môn cũng như khán giả thì đâu đó cũng còn một số cái bình luận cho rằng là ở cái ca khúc này thì cái phát âm hay là cái giọng hát của chị nó còn chưa có thật sự rõ lời. Thật ra là Liz không không có gì bất ngờ khi mà mọi người có những cái bình luận đấy, bởi vì từ lúc mà thực hiện cái ca khúc này thì bản thân Liz chính là người đã nghe được những cái sự gọi là không rõ lời đó. Bản thân mình biết rất rõ là nó không rõ lời ở chỗ nào, nhưng mà cuối cùng là bởi vì trong cái lúc mà mình thu cái sản phẩm này này thì những cái mọi người đang được nghe là cái bản đầu tiên nhất mà Liz sẽ thu. Và lúc mà thu xong thì là mình cũng nói chuyện với cả anh Đỗ Hiếu là: "Anh ơi, nhưng mà mọi người hay nói với em ấy là hay hát không có rõ lời, nên là em cũng muốn là nó phải rõ lời ấy. Chắc là mình thu lại một cái bản nào đó mà nó rõ lời hơn đi anh, tại vì em cũng sợ là mọi người lại 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 nói em là không rõ lời." Thì đến lúc mà mình thử thu một cái bản khác là mình cố gắng tập trung vào cái chuyện là cho nó rõ ràng lời hơn ấy, thì khi mà mình nghe thì mình lại cảm thấy nó rất là, nó không cảm giác, nó không có một cảm xúc gì với cả ca khúc, tức là tự nhiên nghe nó rất là cứng ngắc, và kiểu như là nó không tạo nên một cái mood cho bài hát ấy. Mà bởi vì nhạc nhạc dance và kiểu nghe cảm giác nó hơi sexy một chút, thì mình kiểu như mình cố gắng làm cho nó rõ ràng, nó rành mạch quá thì nó lại không không tạo nên được một cái cảm giác cho cái bài hát. Và cuối cùng là cứ suy đi nghĩ lại rất là nhiều, cuối cùng Liz đã lựa chọn là quay trở về cái bản mà nó hơi lơ lớ hơn một chút, bởi vì là cái sự lơ lớ đấy thì nó lại cho mình một cái cảm giác về cái ca khúc này, nó mình cảm thấy nó hay hơn, tức là về phần nghe, tức là chưa cần biết là hát cái gì, nhưng mà về phần nghe mình cảm thấy nó đã hơn. Nên là
Dù biết là chắc chắn mọi người sẽ nói về cái chuyện là không rõ lời, nhưng mà mình vẫn quyết định là mình sẽ chọn cái đấy, mình chọn phần nghe hơn. Tức là mình sẵn sàng đối diện với sẵn sàng đối mặt với cái chuyện là mọi người sẽ nói. Bởi vì thật ra là không phải là mình không thể hát rõ lời được. Mình cũng đã ra mắt rất là nhiều những sản phẩm trước đó rồi. Không phải là mình là một tân binh hay là ra mắt mới đây, nên là mọi người cũng biết được là mình đâu phải là người mà hát ngọng từ ngày xưa mà bây giờ vẫn như thế đâu. Mà là bởi vì mình có thể hát được, nhưng mà đây là cái dòng nhạc khác, một cái dòng nhạc mà nó cũng không hề giống với những sản phẩm trước giờ mà Liz đã làm. Nên là cái cách hát ấy nó cũng có phần khác đi. Bởi vì lúc mà Liz thu âm thì anh Đỗ Hiếu cũng có nói là em đang hát nhạc dance, mà bây giờ em cứ hát theo cái kiểu mà em vẫn đang hát ballad trước đây ấy, thì nó không được đâu. Nên là anh Đỗ Hiếu cũng đã cho mình rất là nhiều những cái lời khuyên để Liz có thể hát được một cái ca khúc này mà nghe nó dance nhất có thể, để cho mọi người cảm thấy là nó không có bị trì giống như mình hát ballad. Những cái sản phẩm âm nhạc khi mà cho ra mắt thì show view hay là những cái top trending trên YouTube á, nó lại là thước đo cho cái sự thành công của một sản phẩm âm nhạc hay là của một người nghệ sĩ, thì mình có bị áp lực bởi những cái con số vô hình đó hay không? Nó sẽ là thước đo nếu như mà người ta thật sự quan trọng chuyện con số đấy. Còn đối với Liz thì Liz không quan trọng chuyện những con số, bởi vì là những con số đấy nó không nói lên điều gì. Nó không nói lên là sản phẩm của mình dở nên là nó ít view hay là như thế nào. Hoặc là cũng chưa chắc những sản phẩm nhiều view hơn nó đã là hay hơn của mình. Cái điều đấy Liz chưa bao giờ nghĩ là nó là quan trọng để nói lên là mình tốt hay mình dở. Mình vẫn nghĩ là nếu mà sản phẩm của mình như thế nào, bản thân mình sẽ là người biết rõ nhất. Mình là người thực hiện nó. Và mình cũng có cái tư duy, chứ không phải là mình là một người kiểu như là không có học hành hay là ất ơ để mà tự làm một cái sản phẩm mà không ai có thể nghe được. Thì nó nghe nó hơi vô lý. Quan trọng nhất là mình phải tự biết là mình đang làm cái gì, mình ở đâu. Còn nếu mà mình cứ bị dựa dẫm vào những cái lời nói của người khác, những cái lời nói không đúng, thì mình sẽ rất dễ đánh mất bản thân mình. Cách đây nửa tháng thì có thông tin là sản phẩm Chúng Ta Không Thể Quay Lại của Liz Song Ca cùng với Trịnh Hân Bình bị hủy. Nhìn vào cái tên của cái khúc này á, thì mình thấy là dường như là nó vặn vào mối quan hệ của hai người sẵn rồi. Dường như nó là một cái điềm báo chẳng hạn. Liz thì cũng không có mong nó là như thế. Thật ra đây là một cái ca khúc mà nó đã có từ rất là lâu rồi. Từ lúc mà Liz ở trong công ty, khi mà mới vào công ty chắc khoảng từ năm 2019 ấy, là ca khúc này đã có rồi. Nhưng mà chỉ là nó chưa đến lúc để được ra mắt. Thì khi mà những cái chuyện lùm xùm ca khúc đấy xảy ra thì mọi người cũng có nói về cái chuyện tên bài hát đó. Thì thật ra là mọi người cứ nghĩ là mình đang cố gắng PR cho bản thân mình, nhưng thật sự đấy là một ca khúc có thật, chứ không phải là một ca khúc ma. Có thể là nó chưa có đủ may mắn để được ra mắt. Nhưng biết đâu được đấy, sau này lỡ đâu nó lại được lôi ra để hát lại thì sao, mình cũng không biết được. Bởi vì chỉ là đơn giản là trong cái khoảng thời gian đó ấy, thì là những cái sự xích mích đó nó khiến cho cái ca khúc đấy nó không được ra mắt nữa. Thì cái câu chuyện đấy nó cũng đã qua rồi, và mình cũng đã làm sản phẩm khác rồi. Giờ mọi thứ nó cũng trở nên bình thường, chỉ là nếu như mình vẫn còn cơ hội để làm việc và hợp tác trong những cái sản phẩm sau thì chắc chắn là Liz sẽ không có từ chối. Còn nhớ ở cái buổi họp báo Khác Biệt To Lớn 2 của Liz và Trịnh Hân Bình năm ngoái, thì đã có những cái thông tin bên lề cho rằng là Liz và anh Bình có những cái mâu thuẫn về hợp đồng. Thì thời điểm đó Liz có chia sẻ là cái chuyện hợp đồng thì mình để cuối năm để mà mình tính, đúng không? Thì không biết là chuyện tan vỡ nó có xuất phát từ thời điểm đó hay chưa? Nó cũng là một phần đúng, bởi vì là Liz cũng đã nói ở cái thời điểm đó là để xem là cái kết quả của những cái sản phẩm sau đấy nó như thế nào thì Liz sẽ biết mà quyết định là mình có đi hay mình ở đó. Thì đấy nó cũng là một phần. Nhưng mà đấy nó không phải là phần lớn, mà bởi vì là tự nhiên đến một cái thời điểm ấy, mình sẽ có những cái suy nghĩ khác. Giống như kiểu là mình của 3 năm trước ấy, mình sẽ nghĩ là không, tôi không thể đứng một mình được. Tôi phải muốn làm việc với một cái ekip để mọi người giúp đỡ tôi. Nhưng mà mình của 3 năm sau ấy, thì mình lại có cái suy nghĩ khác, là mình lại muốn là bây giờ chẳng lẽ tôi cứ mãi kết hợp hay như nào đấy. Thì đến lúc lỡ một ngày không kết hợp với ai nữa, hay là mình phải đứng một mình, tức là mình chắc chắn một ngày mình cũng sẽ phải đứng một mình thôi, thì tại sao mình lại không làm nó ngay bây giờ, chứ để muộn hơn nữa. Thứ nhất là mình cũng hết tuổi rồi, mà mình cũng lúc đấy mình mới bơ vơ thì có lẽ là nó sẽ rất là khó khăn. Nên là để mà ra được một cái quyết định là mình tự lập ấy, mình đã phải suy nghĩ rất rất là lâu.
và phải suy nghĩ rất là kỹ thì mình mới cho ra cái quyết định như thế, chứ không phải là một quyết định thoáng qua, chỉ là tự dưng đến đúng cái thời điểm đó thì nó cần phải được xảy ra. Tức là phần lớn là nó xuất phát từ cái định hướng âm nhạc nhiều hơn những cái câu chuyện tình cảm bên lề, đúng không? Trước giờ thì mình cũng không bao giờ để cho mấy cái chuyện về tình cảm nó ảnh hưởng đến công việc, nên là hầu như những cái quyết định của mình nó đều là liên quan đến công việc là chính. Mỗi người sẽ có một cái định hướng, một cái ước muốn về cái con đường trên công việc của mình ấy. Có thể là đến một cái giai đoạn thì Liz cũng như là anh Bình đã bắt đầu có những cái định hướng khác nhau về hình ảnh trong âm nhạc cũng như là cách phát triển bản thân. Nên là khi mà mình không còn cùng chung cái quan điểm ấy, thì mình rất là khó để có thể làm việc hay kết hợp. Tức là ở đây không phải là bởi vì do ai xấu hay ai tốt gì cả, chỉ đơn giản là đến một đoạn nó không phù hợp nữa ấy. Thì mình bắt buộc mình phải tìm một cái con đường phù hợp với mình, và cũng phải để cho người khác có cơ hội được làm những cái điều mà họ thích. Đấy, nên là mới có cái quyết định là mình sẽ làm một mình. Hiện tại thì cái mối quan hệ của chị và anh Bình á, nó vẫn tốt đẹp chứ? Cái lúc mà có những cái xung đột hay là có những cái không hài lòng ấy, thì tất nhiên trong lúc đấy thì mình sẽ không có được bình tĩnh. Mình sẽ có những cái lúc nông nổi. Nhưng mà khi mà mình đã bình tĩnh lại rồi và mọi người đã bắt đầu hiểu nhau hơn rồi, hiểu là tại sao người kia lại làm như thế, thì mọi thứ lại trở nên bình thường. Tức là khi mình hiểu thì tự dưng nó nhẹ nhàng. Nên là bây giờ thì Liz với cả anh Bình vẫn là những cái người rất là kiểu như vui vẻ với nhau. Bởi vì thậm chí là mình không có còn ở trong công ty của anh Bình, nhưng mà mình vẫn thuê phòng tập của anh Bình này, mình vẫn thuê ekip của anh Bình để làm việc này. Tức là nó vẫn có một cái gì đấy nó liên quan đến nhau trong công việc, chứ không phải là tách nhau hoàn toàn. Chỉ là đơn giản là bây giờ Liz muốn làm gì Liz sẽ tự quyết định. Liz sẽ tự hoàn toàn quyết định cái cuộc đời của mình. Anh mình cũng như vậy. Và chúng ta sẽ làm việc với nhau trên phương diện là hai nghệ sĩ đơn lẻ kết hợp với nhau, chứ không còn là sếp và gà nữa. Đấy, nó sẽ là khác nhau ở cái điểm đó. Hoạt động gần 10 năm chục ngày á, thì tên tuổi của Liz Kim Cương là hầu như là mình gắn với những cái câu chuyện về tình cảm và gắn với anh Bình. Thì đôi khi mình nghĩ lại những cái chuyện đó, mình có cảm thấy chạnh lòng hay không? Bây giờ mình chạnh lòng mình cũng đâu có thay đổi được đâu, đúng không? Bởi vì là mình rất là hiểu là tâm lý của khán giả ấy, thường thì họ sẽ rất là thích nghe những cái câu chuyện về đời tư của nghệ sĩ. Và mặc dù là mình cũng là một người rất là kín và không muốn chia sẻ nhiều về những cái đấy, nhưng mà mình đâu thể cấm được khán giả, đúng không? Nên là mình chỉ có cách là mình cứ cố gắng làm công việc của mình. Nhìn rộng hơn ở thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại á, thì những người nghệ sĩ mà sở hữu một ngoại hình xinh đẹp nè, thì đôi khi cầm mic lên cũng gọi là ca sĩ nữa. Trong khi đó mình là một nữ ca sĩ có tài năng, có thực lực, nhưng mà mình lại chật vật trên mình đi tìm cái chỗ đứng. Đã bao giờ mình nhìn nhận lại chính mình hay chưa? Có phải là dường như là ông trời đang khắc khe với chính mình? Mình suy nghĩ nhiều chứ. Bởi vì là bản thân mình cũng nghĩ, mà rất là nhiều khán giả cũng đã nói với mình như vậy. Và đôi lúc mình cũng tự hỏi lại mình là liệu mình có thật sự phù hợp với công việc này hay không? Hay là nó không dành cho mình? Nhiều lúc mình cũng nghĩ là mình muốn bỏ ấy. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ mình đi đến đây rồi, và nếu như mà mình thực sự là một cái người không có duyên với cái nghề này ấy, thì có lẽ là cũng đã chẳng ai thèm để ý và quan tâm đến mình rồi. Nhưng mà hiện tại vẫn có rất là nhiều những người đang quan tâm đến cái sự phát triển của mình, và họ vẫn mong mình là tốt lên từng ngày. Thì tức là rõ ràng là mình đâu phải là mình không có duyên với nghề đâu. Mình vẫn đang có duyên với nó, nhưng có lẽ là nó hơi khó khăn hơn những người khác một chút. Và mình cũng suy nghĩ là cái gì mà đến sớm và dễ dàng quá thì nó đi cũng nhanh. Nên là đối với Liz, mình vẫn có một cái niềm tin rằng ấy, là mình cố gắng, và nếu như mà nó xứng đáng thì cái thời điểm của mình nó sẽ tới. Đôi khi là người ta càng khắt khe, càng khó khăn ấy, thì là ông trời đang thử sức mình để xem mình có lì đòn được đến cái lúc mà mình chờ được đến cái thành công của mình hay không. Nếu mà mình quá là yếu đuối, mình không chịu được những cái thứ nhỏ nhặt, thì chắc chắn thành công sẽ không dành cho mình. Thì mình vẫn tin tưởng là như vậy. Đã bao giờ mình nghĩ đến một ngày mình sẽ nếm trải cái mùi hào quang rực rỡ nó đến với mình hay chưa? Tất nhiên ai mà làm nghệ thuật mà chả mong muốn là mình sẽ thành công một cách rực rỡ. Nhưng mà rực rỡ như thế nào thì là mỗi một nghệ sĩ nó sẽ khác nhau. Không có ai là sẽ giống ai trên con đường thành công của mình cả. Không thể nào mà mình lại so sánh mình với bất cứ một ai khác.
Bởi vì họ đâu có giống mình đâu mà cái thành công của họ lại giống mình được. Mình sẽ thành công trên cái cách của riêng mình. Nên là mình chỉ cố gắng là mình sẽ phải kiên nhẫn với nó thôi. Cái gì càng khó thì càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoài những cái chuyện tình cảm thì dường như là mình không thấy được bất cứ một cái scandal nào liên quan đến Thích Kim Cương. Chị từ chối đi lên bằng cái con đường này đúng không? Đấy là lý do mà tại sao mà mình có thể là đi chậm hơn mọi người. Bởi vì mình không chọn cách là mình sẽ làm một cái gì đó xấu xa để bước lên bậc vinh quang. Bởi vì mình nghĩ là mình làm như thế thì dù mình có ở trên cao, người ta cũng không tôn trọng mình. Mà đối với Liz thì cái sự tôn trọng nó rất là quan trọng. Đối với mình thà khổ chứ mình nhất quyết là mình sẽ không bán đứng bản thân mình, bán đứng bất cứ một cái gì của mình để lấy được một cái khác, để trao đổi là tôi phải bỏ ra cái này để tôi có được vị trí kia không. Tôi thà là tôi sẽ khổ mà tôi đi chậm một tí, chứ còn tôi không muốn những cái người trong nghề hay là những người biết tôi, mà ví dụ biết tôi làm những cái trò này trò kia và họ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào. Mình nổi tiếng nhưng mà với những cái ánh nhìn nó không được tôn trọng từ mọi người ấy, thì thật ra nó cũng không thể gọi là thành công được. Nhưng mà trong suốt hành trình gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Liz Kim Cương đã có được những cái offer đó chưa? Những cái offer chào mời mà có thể cho mình một bước mà mình lên mây, một bước để mình trở thành ngôi sao. Thật ra là những cái offer đấy thì nó đã có. Nó đã có từ những cái thời ở trong nhóm nhạc. Nhưng mà mình có may mắn ấy là thời điểm đó mình làm việc với những cái người sếp ấy thì họ cũng là những cái người rất là tốt. Nên là họ không có bán mình. Chính xác là họ không có bán mình cho người khác. Và thậm chí là đến cả bây giờ cũng có. Đến cả bây giờ khi mà tự dưng gần đây thì Liz bỗng dưng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn mời chào để đi làm những cái điều nó không được đứng đắn với những cái giá tiền rất là cao. Và mình cảm thấy là xã hội bây giờ nó đã đến mức đấy rồi cả. Nó đã đến mức một cách lộ liễu như vậy. Mình là một cái người mà trước giờ không có muốn dính vào những cái gì đấy nó tiêu cực. Mà bây giờ những người đấy người ta cũng đã mò đến mình rồi. Chắc là họ nghĩ là mình đang ở một cái đoạn khó khăn nên chắc mình dễ lung lay. Nhiều lúc cũng thấy cũng lung lay sơ sơ đấy. Nhưng mà nghĩ lại không, mình không làm được đâu. Cái tính cách mình trước giờ như vậy rồi. Đâu phải là mình muốn là mình làm được đâu. Có những người là bởi vì mục tiêu của người ta khác. Mục tiêu của người ta không phải là sự tôn trọng. Mục tiêu của người ta là người ta muốn sống trong nhung lụa chẳng hạn. Thì người ta, những cái thứ kia đối với họ là nhẹ. Nhưng mà đối với mình ấy, thì là sự tôn trọng nó là một cái gì đấy mà nếu mà mình không có mình sẽ không sống được. Nên là mình không thể làm những cái điều nó không hay được. Vậy bây giờ không biết là để mình chi tiêu, mình mua một cái căn hộ hay là mình mua một cái xế hộp, hay là mình đầu tư cho một cái sản phẩm tiền tỷ á, thì Liz Kim Cương có băn khoăn về tiền bạc hay không? Băn khoăn chứ. Khi mà mình phải tự làm một cái sản phẩm ấy, thì vấn đề về chi phí nó là cái gì đấy nó rất là đau đầu. Mình vừa muốn làm tốt mà mình lại vừa muốn là nó chỉ được ở trong cái tầm tiền mà mình có thôi. Thì là mình đã phải đau đầu về tiền bạc rất là nhiều. Đúng là khi mà mình có dư giả thì mọi thứ nó chẳng có gì để nói. Mình sẽ được thỏa mãn với những cái gì mà mình thích và mình chỉ việc làm nó thôi. Nhưng mà khi mà mình vừa phải thực hiện đam mê ước mơ của mình mà mình lại nghèo nữa ấy. Trời ơi, nó đau khổ lắm mọi người ạ. Mọi người sẽ không hiểu được đâu. Khi mà mình tự làm thì tất cả mọi chi phí nó sẽ là từ mình mà ra. Và tiền thì đâu có tự rơi từ trên trời xuống đâu. Nên những cái lúc mà Liz đọc được những cái bình luận ở trên mạng là ủa tại sao lại không làm hay như thế này, không làm được như người kia, hay là đáng lẽ là nó phải như thế này như kia. Thật sự là mình cũng chỉ có từng đó. Và mình chỉ đang cố gắng làm tốt nhất những cái gì mà mình có trong cái khả năng của mình thôi. Chứ còn bây giờ bảo là so sánh một cái sản phẩm 500 triệu với một cái sản phẩm 5 tỷ thì thật sự mình có làm cỡ trời mình cũng không thể thay và chất lượng bằng sản phẩm 5 tỷ được, đúng không? Nên đòi hỏi như vậy thì thật sự là Liz cũng không làm được. Mình chỉ đang cố gắng nhất trong khả năng mình có thể. Và với những cái người mà người ta đã yêu quý mình từ trước ấy, thì họ theo mình là bởi vì mình như vậy á. Bởi vì mình vẫn đang cố gắng nỗ lực mà mình không bán mình để chỉ để làm cái gì đó nó hoành tráng hơn. Mình chỉ cố gắng hết sức là vẫn là sản phẩm phải tốt, nhưng mà
trong cái tầm mình có, chứ mình không nhất dứt khoát là mình sẽ không bán cái gì đó của mình để làm. Từ trước đến nay thì Lý Kim Cương vốn đã sống trong một cái vỏ bọc quá an toàn của anh Trịnh Hân Bình bọc ra rồi, thì bây giờ khi mà bước đi solo một mình á, thì chị có sợ những cái cám dỗ showbiz, đặc biệt là trong một cái môi trường mà người ta có thể chia phe chia phái để mà chơi với nhau hay không? Bởi vì vốn dĩ là Lý trước giờ vẫn là một mình, chưa bao giờ có phe phái gì luôn. Nên là mình bảo là sợ phe phái khác thì mình không có sợ, bởi vì mình cũng đâu có phe phái nào đâu. Hầu như là cuộc sống của mình cũng khá là bình lặng, mình chơi với những nghệ sĩ cũng rất là hiền hòa, chứ không có sóng gió gì cả. Nên là mình vẫn hài lòng với cái việc là mình sẽ có những cái mối quan hệ như vậy, giống như mình, chứ không phải là những mối quan hệ nó quá là toxic hay là quá drama. Bởi vì mình cũng không thích cái điều đó. Tức là mình như thế nào, tính cách mình ra sao, mình sẽ chơi với những người giống như mình. Nên là mọi người cũng có thể hiểu là tại sao mà Liz không có giao du với quá nhiều người, cũng không có chơi thân với quá nhiều nghệ sĩ. Bởi vì mình không phải là cái người thích thảo mai, cũng như là đi quan hệ chỉ để tốt cho công việc của mình. Mình vẫn luôn luôn cố gắng là mình sẽ làm tốt vì mình tốt, vì mình tự phát triển bản thân mình, chứ không phải vì mình đi nhờ vả để mình được tốt. Nói trắng ra là mình sợ drama đúng không? Tất nhiên là mình sợ drama, nên là lý do tại sao mọi người cứ hay bảo là Liz cứ nhạt nhạt ấy, nhạt nhạt thì không drama. Vì mình cũng không muốn tỏ ra là bitchy hay là như thế nào cả. Tức là không phải là nó không có những khía cạnh đó trong mình, nhưng mà mình không muốn nó cứ phải lộ ra để mà cho mọi người thấy là tôi như thế. Nó vẫn có, cung bộ cạp mà, làm sao mà bảo là không ghê gớm là được, đúng không? Chẳng qua là mình chỉ đang cố gắng làm sao cho nó hài hòa nhất. Mình dành cái khoảng thời gian thanh xuân của mình cho nghệ thuật quá nhiều rồi, thì mình đã bao giờ mình nghĩ đến những cái điều mà riêng cho bản thân mình hay chưa? Ví dụ như một cái người đồng hành cùng mình, một cái người bạn đời có thể san sẻ những cái gánh nặng của mình. Mình rất là muốn là sẽ có một cái người ở bên cạnh mình. Thật ra là bảo là Liz là cung bọ cạp thì là mạnh mẽ, nhưng mà thật ra là không đâu mọi người ạ. Không có mạnh mẽ như thế đâu, mạnh mẽ bề mặt thôi. Bởi vì mình là cái người mà đã thiếu thốn tình cảm từ bé mà, cho nên là mình lại càng khát khao là có một cái người ở bên cạnh mình để có thể che chở cho mình. Chẳng qua là mình chưa gặp được thôi. Nếu mà mình gặp được, tất nhiên là mình đang thiếu mà, mình có được mình phải vui chứ. Chẳng qua là mình cũng chưa gặp được đúng cái người mà mình mong muốn, cũng như là đủ để có thể hiểu, thấu hiểu được cho mình. Còn nếu mình gặp được thì chắc chắn là mình sẽ không buông tay. Hình mẫu người đàn ông mà Lý đang mong muốn là gì? Có lẽ là một cái người sẽ tích cực, vui vẻ, có khiếu hài hước, suy nghĩ một cách thấu đáo, kiểu như là có phần là chững chạc và tinh tế một chút. Tại vì là mình là một người nhạy cảm mà, nên là nếu mà người đó không đủ tinh tế thì chắc chắn là không thể yêu nhau được. À, và khổ nỗi là mình lại có thích đẹp đấy mọi người. Không đẹp xuất sắc thì chắc cũng sáng sủa một chút thì được. Nhưng mà với cái ngoại hình xinh đẹp như Lít Kim Cương thì mình có đặt nặng cái yêu cầu là người đàn ông của mình phải là một cái đại gia, là một cái doanh nhân như thế nào hay không? Nếu mà mình đặt nặng vấn đề là nó phải là đại gia thì có lẽ là mọi người đã thấy Lít yêu đại gia từ lâu lắm rồi, đúng không? Nhưng mà đến tận bây giờ ấy, mình vẫn chưa có yêu một cái đại gia nào cả, bởi vì đơn giản mình không đặt nặng cái vấn đề về tiền bạc từ cái người mình yêu. Mình vẫn quan trọng cái vấn đề cảm xúc nhiều hơn. Không có cảm xúc ấy thì đúng là có nhiều tiền cỡ nào cũng không thể nào mua chuộc được Liz đâu mọi người ạ. Tại vì tiền nhiều thì nhiều người có tiền lắm, nhưng mà để mà mình có cảm xúc đối với người ta thì nó mới là một vấn đề. Và mình lại không phải là một cái người mà dễ dàng có thể vì tiền mà nhìn người ta tự dưng thấy đẹp hơn, thì mình không làm được. Cảm ơn Liz Kim Cương về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì tới với cả South Star thì Liz rất là cảm ơn mọi người vì đã nghe những cái chia sẻ ngày hôm nay, những cái chia sẻ rất là dài từ Liz, và mong rằng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ cho Liz, cũng như là sản phẩm Khó Mở Dễ Đóng và những sản phẩm sau đó nữa. Cảm ơn những khán giả của South Star rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.